giờ gia đình Biên Yến đang đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa. Hôm nay là ngày 21. Thì hôm qua là giá hoa là hoa hồng là 300.000 một bó, 50 bông. Vậy thì hôm nay không biết là giá hoa nó như thế nào. Chị Thần nó muốn cô này. Có chị Thần bó hoa không cô? Có mấy loại cô? Loại vừa vừa á. Một bó đó. Dạ. Đang ngủ, đang ngủ. Ngủ đi, con ngủ đi. Lá đi coi thử hoa hồng nha. Cùng nho kìa. Hoa hồng kìa. Đây thấy không? Thấy không? Thấy gì? Chuối ngọc trắng, màu trắng màu xanh. Kìa có những bó lá bạc nhỏ kìa. Như là mua bó sống đời mà thôi. Là sao? Kìa có sống đời kìa. Ly. Trời ơi, cái tiệm đối diện thường là có hồng nhiều lắm mà coi như sạch sẽ hồng luôn. Không còn một bông luôn. Cẩm tú cầu. Ở đây có hồng kìa. Hồng nay nhiêu bó em? Hồng da 250 hả? Như lại ông Sa Linh đi đâu? Hồng nè. Kìa có bó không da kìa, lại hỏi cho chạy gì lạng gì vậy? Không vướng cái lại. Hồng da nhiêu chị? Hồng da còn có tới 29 nữa. Đó, 28 đi. Còn cao quá. Rồi cảm ơn. Giá vẫn giữ, chưa giảm. Vướng cái tay lái. Có tím cồn là đẹp. Nhà bên đây bình thường có hồng mà hôm nay cũng sạch hồng luôn. Hết hồng luôn. Hồng này bao nhiêu? 200 hả? Bao nhiêu bông? 20 bông. 20 bông hả? Con hồng bình thường này. Hồng là lạc. Hồng Đà Lạt bao nhiêu? 50 bông hả? Nay giá hồng vẫn cao nhờ. Rồi ok, cảm ơn em. Đây. Ồ. Ừ. Ngày hoa chưa về. Hôm nay là ngày 21, hoa chưa về. Ừ. Tùng nho với cái cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu làm gì có cẩm tú cầu. Ông ta đừng hỏi gì. Cẩm tú cầu đâu rồi? Hả? Cẩm tú cầu coi nó. Ui. Cái bó này có cầm cho em. Hoa chưa về mà chắc là tối nay sáng mai hoa về. Ừ. Đã kiếm về. Thôi cẩm tú cầu rồi. Cẩm tú cầu nhiêu một cây? Chục lô nhiêu? Bông nhỏ hả? Ừ. Thôi con cảm ơn. Để ở dưới thì nó sẽ phồng lên. Nó sẽ tròn cái bó. Cuối mùa cái vô là tròn rồi. Cho em nhặt cho tùng nho nó là bó to đùng hơn rồi đó. Tùng nho ngắt nghe, kìa cẩm tú cầu kìa. Sống đời đó là để nó luôn nhé. Ừ. Ôi, tú cầu này không đẹp. Sống đời nè, thôi sống đời mua về. Há pham. Tùng nho về há pham luôn đi. Hỏi thử tùng nho đây nhiêu. Tùng nho bao nhiêu chị ơi? Dạ. Một cành bao nhiêu? 7-80, 100 nghìn có nữa. Vậy hả? Lấy cành nhỏ anh ha. Đâu cho em coi cành cành như nào. Bên này 30. Hai cành vậy là 40 nghìn. À, rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi, xác định là về Hát Pháp luôn. Chợ hôm nay te tu quá. Giá hoa cao, hoa thì không được đẹp. Ở đây xem sao. Đây có tùng nho không? không có tùng nho. Đây. Thôi bây giờ quyết định là về Đà Lạt Hatch Farm để mà mua lá với lại thêm một ít hoa nữa. Rồi bye bye cả nhà hen.